Bây giờ sẽ cởi đồ da, em sẽ cởi đồ da và phai cái áo ma lỗ nha, và em sẽ xích lên cho cái gì coi. Thì chị em nào cần tấm trắng nghèo ủng hộ giùm cho em để số điện thoại giùm chị nha, cảm ơn chị. À. Dạ, cả rồi, ai mà muốn trắng da thì để lại số điện thoại giùm em nha, em sẽ tư vấn cho từng chị luôn. Dạ. Bên đây là cái sữa tắm trắng luôn cho cả nhà ơi, kem body cũng có luôn nha mấy chị nha. Rồi bây giờ chị em nào muốn trắng như em, muốn ngon ăn vừa miệng như em thì xài vô tại livestream OK Ngọc trăm quách một chai luôn. Ngày hôm nay sai tắm trắng nha, chị em mình cần tắm trắng thì để số điện thoại giùm cho em. Dạ. Tắm trắng là mang tên là Asia Skin, đây là cái chai thế này, bây giờ còn này còn nửa chai như gì nha, còn nửa chai em xài nửa chai nếu gì nha. Hai vợ chồng test thử luôn, đúng rồi. Mua có bán hàng luôn, cây Mỹ Hà số thoại em lấy một chai thì thị quá trời người mua được tôi chưa bạn. 40k một chai nha cả nhà ơi, rất là hiệu quả luôn nha mấy chị nha. Cái sản phẩm này đem sử dụng này được cũng mấy tháng rồi mấy chị nha, là da em cực kỳ trắng luôn mà cũng không hề bị bắt nắng nha cả nhà ơi. Rồi, than hoạt tính như gì nha, cái này là than hoạt tính chuyên nhị dòng tắm trắng, chị em nào cần thì để số thoại giùm cho em. OK, vậy bây giờ sẽ test cái làn da của em cho dì coi để coi được cái độ tốt của cái này nha dì nha, rất là trắng. Thì cái này là than hoạt tính như gì nha, đây là cái sản phẩm mình có thể tắm mặt được luôn, mình có xà trong mặt được luôn như gì nha. Từ đó giờ em like sản phẩm nên không bao giờ em xà lên mặt của em như ngày hôm nay. Đặc biệt là cái sản phẩm này rất là OK, vừa tắm cho đi vừa tắm được mặt luôn. Cái này nó không khuyến cáo cho mình là xài mặt như gì nha, nhưng mà em vẫn xài mặt cho gì coi để cho gì coi được cái độ mà ta nói tốt của nó cũng như độ an toàn của nó. Mấy chị ơi, tại cái tay em đi á không có bao tay á, cho nên nó bị ăn nắng mấy ngày nay á, bây giờ em sẽ test cho cả nhà mình coi nha. Bây giờ sẽ test thử cho gì coi cho gì nha, để chừng 5 phút thôi mà sản phẩm này là sản phẩm cao cấp nha gì nha. Khi em nào mua một bộ thì comment giùm cho em, một bộ là 1 triệu nhiêu quên này. Dạ, một bộ là với giá là 1.470.000, nhưng mà khi cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và được tặng thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Trời ơi, mày không duyên. Bá mày tôi không duyên mà ai duyên thế này á. Dạ, rồi OK Phạm Thịnh nha. Bây giờ cả nhà mình ai đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha chị, với giá 490.000 một chai thôi nha cả nhà ơi. Một chai là mấy chị tắm được 2 tháng mấy chị ơi. Bên đây là còn có dòng kem body luôn, kem body ban ngày và kem body ban đêm. Kem body ban đêm là gì? Kem body ban đêm. Kem body ban đêm hiện tại là hai vợ chồng em trắng bằng nhau cái gì nha. Trời ơi, nhiều khi cái ta mở cửa cho tôi kêu em là vợ không có gì đâu. Ủa bé vợ chồng em đâu rồi? Em tao tán vô mặt mà nha, tao là chồng của chồng hả? Chồng gì mà trắng như vậy? Đó, nó dạng dạng như vậy. Cái lại hôm trước là em bị đen hơn lắm á mấy chị, nhưng mà giờ em trắng bằng luôn mấy chị thấy không? Nhưng mà cái tay của em này tại em đi không có bao tay á, cho nên là nó sẽ bị đen. Nó bị đen lại nhau gì nha, chị em nào mua xà lay chim của em để số điện thoại dùm cho em thì mạnh lên bồi salo cũng như tư vấn cho chị. Trắng nó bị ung thư da, thì là mày ăn tầm 7 tầm 3 ung thư da. Còn sản phẩm ta xà là mặt tao ung thư da cái gì? Mày đời viên mang ung thư là ung thư cái mỏ của mày đó. Cái mỏ mày comment 73 tào lao. Bây giờ là ai muốn lấy sỉ thì để lại số điện thoại giùm em nha, chút xíu em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn nghe cả nhà ơi. Bắt nắng không hề bắt nắng gì nha, và mấy ba mấy má ơi, trong đây là có chất kem chống nắng trong đó luôn, lạ lắm nha. Như trong đây có kem chống nắng ở trong hay sao á, da sạch căng mà không bị khô, thậm chí đây khô đẹp về lát luôn. Dạ rồi, em sẽ test cho cả nhà mình coi nha. Dạ bây giờ test cho chị coi, rửa cho chị coi miệng rộng kể tôi đi làm ông miệng rộng thì sao, là bà miệng rộng tăng qua cửa nhà nữa mẹ nha. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên thích lắm, nhưng sao không lại thích em vui không giận ai. Trời ơi, em chữ em không giận ai gì ơi, trời đất ơi. Vui quá, một bộ tắm trắng, rồi bây giờ mọi người mới má xài dùm cho em. Nhanh tay lại kiếm cho em một lọ, OK Khánh Di Lê ơi. Mày đừng có chơi cái trò thách đấu tìm ảnh số của mày 090 cho em một lọ. Người ta biết điện cái số nào cho mày. Vậy OK Trinh Nguyễn. Rồi, OK chị Trinh Nguyễn. Lấy cái anh ra, trời ơi, trắng lắm mấy má ơi. Nhanh tay lại kiếm cho em nào cần để số thoại dùm cho em những gì nha. Rất là trắng luôn mấy chị ơi. Những chị nào mà đã quan tâm em like rồi, hồi lần trước là em có like nha, nhưng mà em đen hơn Lâm rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ em là em bằng Lâm luôn rồi. Trời ghê, em bằng trời. Cái nữa. Mạnh Linh ơi, cái này mốt mày chuyển thêm nha, hai vợ chồng tao cực quá nha Mạnh Linh nha, một lần một vợ một mình tao làm thôi, mà ngày hôm nay cha tao mướn thêm một bài vú để giữ con tao để vợ tao like nha Mạnh Linh nha. Đen rồi chữ bệnh. Chữ gì trời đất ơi. Trời đất ơi, dạ. Vợ em là hot hơn em như vậy nha. Vợ em là bây giờ là thuê đến là tao nói một tiếng là 3.000. 3.000 đồng nó mấy má. Chồng ơi, dạ vừa bằng em. Đây, cực kỳ trắng luôn nha mấy chị ơi. Đây, cái gì thấy không, là da sẽ bạc tông, giờ da nó trắng quá gì ơi, cho nên bạc tông, nó bạc tông nhẹ vậy như vậy nha, nhưng mà vợ em sẽ đỏ hơn, bởi sao? OK, hàng cực kiểu kéo gì nha, đây. Đây cái gì coi nè, hai cái bàn tay nó rất là khác cho gì nha, rất là khác luôn. Bây giờ chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ OK cho gì nha. Ship qua Paris, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan, nguyên liệu 100% từ Hàn Quốc gì nha. Sản phẩm Asia Skin, sản phẩm em đang sử dụng. Chính vì cái chai nó hơi đen xíu, chai nó hơi xấu xí xíu, mọi người mua được cái chai đẹp hơn giống gì nha. 490.000 một chai thôi, một chai sử dụng được 2 tháng, nói chung nó rất là hiệu quả luôn nha mấy chị ơi. Xài thử đi rồi hãy mua một bộ cũng được nha mấy chị nha. Xài một chai thôi, dạ xài một chai thôi, cái chỗ nào bị nám nhiều là sức vô giùm cho em, nó mờ nám như mấy mẹ nha, cảm ơn vậy. Còn chần chờ gì nữa, đi đâu mà vội mà vào cái Minh Thu số điện thoại luôn đi.
Bà giúp mày. Kem nói chung là rất là sướng luôn mấy chị. Những cái sản phẩm nào mà những chị nào mà chuyên về sử dụng kem á, dưỡng da mấy chị đúng không? Những cái loại kem khác thì nó sẽ khi gặp nước thì nó sẽ bị trôi, còn cái đặc biệt cái kem body này là không hề bị trôi nha. Quý vị thấy không? Là da nó trắng lắm quý vị, da cực kỳ trắng và cực kỳ im nha quý vị nha. Cái body này em nói gì mình sức mặt cũng được, em nói thiệt quý vị, mình sức mặt cũng được, mình khỏi sức body quý vị dạ, nha. Cái kem body là 490 ngàn luôn mấy chị, nhưng mà khi kem body á ban ngày là có chất chống nắng trong đó cho mấy chị luôn nha. Có chất chống nắng như vậy nha, cái này body nhưng mà em thích em sức mặt, bởi vì tốt cái gì sản phẩm nữa, tốt cái gì. Dạ xài đã nha má ơi, xài là như chết đi sống lại nha má nha. Đổi em phone mắt đi hả Quỳnh, lấy phone mắt cho anh Quỳnh. Em có mà em không xài luôn. Em có mà em không xài đủ vậy ơi. Em dục bên kia, em dục bên kia kìa, giảm xài nè, em quen với nó như vậy nha. Dạ giờ ủng hộ giùm chị em gì nha, chị em nào mua cứ để số thoại giùm chị em gì nha. Cái này body xài được, mặt mày xài được hết gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ im luôn, cực kỳ ok luôn. Bộ gồm mấy loại em ơi? Dạ một bộ là gồm 4 chai á chị Thúy Nguyễn ơi, nãy giờ em đang tư vấn cho chị á. Dạ một bộ là gồm 4 chai, có nghĩa là một chai tắm trắng một bước cho chị nè, rồi một chai sữa tắm trắng hàng ngày cho chị luôn. Nói chung là cái này là sữa tắm á chị, nhưng mà nó là có tinh chất trong đây là dưỡng trắng cho chị luôn nè. Với lại hai chai kem body, một chai kem body ban đêm và một chai kem body ban ngày nha chị nha. Nhưng mà đặc biệt khi chị mua một bộ với giá 1.470.000 thì chị sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và được free ship nha chị ơi. Rồi thôi giờ thời gian cũng đã hết rồi giống gì nha. Thì bé bây giờ đó ai mua gì thì liên hệ thằng Mạnh Linh giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi. Và lời cuối cùng xin gửi đến tất cả cô chú, tất cả anh chị lời chào và chúc kẻ chào chồng nhất.